Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của True Smart. Nếu như các bạn để ý thì các bạn có thể thấy là ở trên chiếc điện thoại của mình đang chạy giả lập cái hệ điều hành Mac OS. Hệ điều hành này thì chúng ta chỉ có thể chạy trên được những chiếc máy tính Mac của Apple mà thôi. Và hiện tại là mình đang giả lập và chạy nó ở trên chính chiếc iPhone của mình. Vậy thì làm sao để có thể giả lập được hệ điều hành Mac OS ở trên chính chiếc iPhone của các bạn? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng xem cách mà mình thực hiện nhé. Và để có thể giả lập được Mac OS ở trên iPhone thì chúng ta sẽ sử dụng đến một cái phần mềm có tên là iClone OS. Và có thể tải được iClone OS thì các bạn hãy tải, trước tiên là các bạn hãy tải cái Panda Helper về cho mình. Và các bạn tải về bằng cách là truy cập vào đường link pandahelp.vip. Mình sẽ để lại ở phần chú thích ở bên dưới nhé. Đấy, khi vào thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Các bạn hãy bấm vào Download Free Vision, click. Và sau đó chúng ta bấm cài đặt. Và ngay lập tức thì nó sẽ được cài và chúng ta sẽ có ứng dụng Panda Help ở ngoài màn hình như thế này. Ở đây thì mình đã cài rồi. Ok. Đấy. Thì sau khi cài xong nhá, các bạn đừng quên vào cài đặt cho mình. Chúng ta sẽ vào cài đặt chung. Sau đó vào quản lý cấu hình và thiết bị. Đây chính là cái tặng của Panda Help. Đây là ứng dụng doanh nghiệp. Các bạn chọn vào nó. Và khi mà các bạn mới tải về thì ở đây nó sẽ là cho phép quyền tin cậy, thì các bạn hãy trao quyền tin cậy cho nó. Ở đây thì mình đã cho phép quyền tin cậy rồi. Sau khi các bạn đã cấp quyền tin cậy cho ứng dụng Panda Help thì các bạn hãy vào, và đây chính là giao diện bên trong của nó. Các bạn chỉ cần bấm vào tìm kiếm và tìm ứng dụng iClone OS, sau đó tải ứng dụng iClone OS đó về. Ở đây thì mình đã tải iClone OS về rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần chính của chúng ta. Đây chính là cái ứng dụng giả lập chính của chúng ta trong video này. Ở đây thì chúng ta có thể chọn tên cho cái Mac OS, hệ điều hành Mac OS của mình này, cho này này. Và tôi ấn Login. Và như vậy là chỉ qua một vài bước đơn giản thì chúng ta đã đưa được cái hệ điều hành Mac OS về lên trên chính chiếc iPhone của chúng ta. Đây các bạn có thể thấy, đây chính là giao diện của Mac OS. Và chúng ta đã có một bộ giả lập hoàn toàn ok để sử dụng ở trên chiếc iPhone của chúng ta. Mà thời gian để giả lập lại chưa đến 5 phút. Rất là nhanh và đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh True Smart nhé. Bye bye.